Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh An ninh 24 giờ. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh An ninh 24 giờ. Còn ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình thời sự trong nước 24 giờ qua, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Nóng, thêm vụ sạt lở đất tại khu tái định cư Thủy Điện Đắc Rình, hàng chục hộ dân rơi vào nguy hiểm. Cơ quan chức năng giáo giết truy nã nhiều đối tượng lừa đảo bằng bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ dừng thi công. Đã liên lạc được nhóm 36 du khách mắc kẹt trên núi Tà Giang. Góc khuất phía sau vụ thang máy chung cư rơi từ tầng 5 ở Hà Nội. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nóng, thêm vụ sạt lở đất tại khu vực tái định cư thủy điện Đắc Rinh, hàng chục hộ dân rơi vào nguy hiểm. Vừa qua, khu vực núi ở khu tái định cư thủy điện Đắc Rinh sạt lở, uy hiếp hàng chục hộ dân ở thôn Mang Hin, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Long cho biết, hơn 10.000 khối đất đá sạt trượt, vùi lấp chặn dòng suối Ranlin. Địa phương huy động lực lượng quân đội, công an khẩn cấp hỗ trợ người dân nơi đây rời khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lớn kéo dài cũng làm đứt gãy hơn 10 mét đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Tả Vây, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây. Tuyến đường này đang bị chia cắt. Còn nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi cũng cô lập nhiều khu dân cư ở thị trấn Trợ Chùa, xã Hành Minh và Hành Dũng của huyện Nghĩa Hành. Người dân nơi đây phải dùng ghe để di chuyển. Toàn bộ học sinh ở xã Hành Minh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Cùng ngày ông Cao Minh Hùng, bí thư Đảng ủy xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành cho hay, nước lũ tràn về gây ngập sâu khu vực chợ phiên và cô lập hơn 300 hộ dân. Địa phương yêu cầu các trường cho 364 học sinh nghỉ học tránh lũ. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông từ đêm 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, tỉnh này có mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến từ 200 đến 400 mm, có nơi trên 450 mm. Đến sáng ngày 1 tháng 12, mực nước trên các sông Quảng Ngãi dâng cao ở mức báo động 2, báo động 3. Cơ quan chức năng giáo diết truy nã nhiều đối tượng lừa đảo bằng bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừa có quyết định truy nã đối với Lê Xuân Định 36 tuổi, ngụ thị trấn Bình Dương, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nhà Khương Điền, công ty Khương Điền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ án Lê Xuân Định cùng đồng phạm liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nhà Khương Điền, trụ sở tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định bị can định đã sử dụng pháp nhân của công ty Khương Điền và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền giao bán dự án ma để ký nhiều hợp đồng mua bán đất nền với các cá nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản. Tương tự ngày 23 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Đức Tâm, 36 tuổi, ngụ thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land, trụ sở tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Tâm với vai trò là giám đốc công ty Đức Tâm Len đã ký hợp đồng, hợp tác đầu tư với người được chủ đất ủy quyền thỏa thuận, hoàn thành thủ tục phân lô tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi ký hợp đồng, Tâm biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất, biết rõ khu đất chưa được các cơ quan chức năng cấp phép dự án khu dân cư, chưa được phân lô tách thửa, chưa được duyệt quy hoạch và phê duyệt cơ xây dựng cơ sở hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Tâm cùng với các cá nhân khác tại công ty Đức Tâm Len đã tự ý lập bảng vẽ rồi phân lô lập khống dự án với tên gọi là Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Tiếp đó, Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng để nhận và chiếm đoạt của nhiều cá nhân số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Linh, giám đốc công ty bất động sản L và R cho rằng, hiện nay có rất nhiều đối tượng lợi dụng lúc thị trường bất động sản sôi động liền lập công ty và lập dự án ma để lừa, vì vậy người mua đất cần hết sức tỉnh táo trước những lời quảng cáo có cánh của cò. Theo bà Linh, có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết dự án ma. Đối tượng lừa đảo thường sử dụng đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng để giao bán, giá đất rẻ và lợi nhuận cao bất thường cho khách hàng, hạ tầng dự án không đảm bảo để được phép mở bán, không rõ ràng giấy tờ pháp lý, cuối cùng là chủ đầu tư không có uy tín trên thị trường. Bà Lê Thị Bích Hằng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay nhiều đối tượng lập ra nhiều dự án ảo để lừa tiền người dân và chấp nhận đi tù để chiếm đoạt tiền. Vì thế việc người dân đòi lại được tiền từ những đối tượng này rất khó khăn, nhiều trường hợp bị mất trắng. Bà Hằng chia sẻ, để tránh bị lừa, người dân nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để nhận diện dự án ảo. Bên cạnh đó, khi xác định mua đất, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền, tìm hiểu về lịch sử khu đất, dự án, đặc biệt đừng thấy dự án đất nền giá rẻ mà ham, cần phải tỉnh táo để tránh rủi ro cho bản thân. Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ dừng thi công. Dự án ngăn chiều tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, nguy cơ tạm dừng do chưa được ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn hoàn thành hết hạn từ tháng 6 năm 2020. Ông Nguyễn Tâm Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT 1547, chủ dự án đầu tư cho biết, với tình hình hiện nay, chúng tôi chỉ có thể cầm cự tối đa 2 tháng nữa. Nếu khúc mắc không được giải quyết, dự án bị dừng sẽ đem lại hệ lụy rất lớn. Theo ông Tiến, hợp đồng đầu tiên đến tháng 6 năm 2019 hết hạn, sau đó dự án được gia hạn đến tháng 6 năm 2020, này đã hết hạn do trước đó phải ngừng thi công hơn nửa năm. Một khi dự án bị dừng, muốn thi công trở lại phải mất hơn 5 tháng vì phải nhiều thủ tục thực hiện. Đại diện chủ đầu tư cho biết, tổ đàm phán hợp đồng của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất một số nội dung của phụ lục hợp đồng BT xây dựng chuyển giao, gia hạn thời gian thực hiện dự án từ ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, cơ quan được giao ký phụ lục hợp đồng là Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đồng ý. Đến nay nhà đầu tư chưa nhận được văn bản chính thức từ Ủy ban nhân dân thành phố với công trình này. Ông Tiến nói, cho đến nay thông tin chúng tôi có được là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đề xuất tiếp tục thực hiện dự án nhưng không ký phụ lục hợp đồng nên vướng mắc không được giải quyết. Ông cho rằng nếu phụ lục hợp đồng chưa ký, ngân hàng không thể giải ngân 1.800 tỷ đồng còn lại khiến dự án bị đình trệ. Đến nay dự án đã hoàn thành 93% tiến độ, người dân cũng mong dự án sớm hoàn thành, góp phần ngăn chiều hiệu quả, giảm ngập úng cho thành phố. Tìm hiểu, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa ký phụ lục Do chưa thống nhất được phương án thanh toán cho dự án, trước đây chính phủ có văn bản cho phép thành phố Hồ Chí Minh thanh toán dự án bằng đất, nếu hết đất trả bằng tiền. Sau đó thành phố đề xuất 15% trả bằng đất, còn lại trả bằng tiền, nhưng chính phủ yêu cầu thực hiện theo văn bản đã ký. Chủ đầu tư và tổ công tác thành phố đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa thống nhất được. Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Giai đoạn 1 được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do chiều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km vuông với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Đây là dự án thủy lợi thuộc quy hoạch 1547 được Thủ tướng phê duyệt nhằm chấm ngập úng với giải pháp kiểm soát chiều cường. Công trình sau khi hoàn thành giúp thành phố chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với quy mô 6 cống ngăn chiều lớn, khẩu độ từ 40 đến 160 m là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Hồi tháng 4 năm 2018, dự án phải dừng thi công trong gần một năm vì các lý do. Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn không giải ngân. Ủy ban nhân dân thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn. Liên danh tư vấn tố cáo chủ đầu tư sử dụng vật liệu chế tạo, lắp đặt cơ khí cửa van thép không đúng tiêu chuẩn từ thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công và thực tế thi công. Hiện dự án hoàn thành hơn 93% khối lượng, chỉ còn một số hạng mục nhỏ ở phía huyện Nhà Bè. Trước đó, chủ đầu tư khẳng định công trình có thể được hoàn thành trong tháng 10 để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 nếu có mặt bằng. Tuy nhiên, mặt bằng không được giao đúng hẹn cho đơn vị thi công. Đã liên lạc được nhóm 36 du khách mắc kẹt trên núi Tà Giang. Mới đây, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã liên lạc được với nhóm du khách đang bị mắc kẹt trên núi Tà Giang, xã Thành Sơn. Ông Nhuận cho biết, Đêm qua, đại diện nhóm du khách đã đi ra khu vực có sóng điện thoại để tìm cách liên lạc và thông báo mọi người. Nhóm cũng đã dựng lều trại tại khu vực an toàn. Chúng tôi khuyến cáo nhóm khách nên ở nguyên vị trí đảm bảo an toàn, không nên đi lại băng suối vì rất nguy hiểm. Trong ngày hôm nay, nếu nước rút thì nhóm khách sẽ xuống núi được. Lực lượng chức năng địa phương cũng sẽ tiếp cận để hỗ trợ. Ông Nhuận cũng cho biết số người bị kẹt lại trên núi gồm 45 người, trong đó đoàn du khách có 36 người, chủ yếu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và 9 người dân địa phương. Ông nhận thông tin nhóm khách nói trên liên hệ với một nhóm người dân địa phương dẫn đường và vận chuyển đồ đạc để đến Tà Giang leo núi, khám phá từ ngày 28 tháng 11. Theo kế hoạch đến ngày 30 tháng 11 là kết thúc hành trình du lịch. Tuy nhiên do trời mưa lớn, nước suối dâng cao nên nhóm khách này bị kẹt lại. Khu vực trên núi địa hình cao không có sóng điện thoại. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tiếp cận hỗ trợ đoàn khách Tuy nhiên do nước suối dâng cao, địa hình hiểm trở nên trong ngày 30 tháng 11 vẫn chưa tiếp cận được. Huyện cũng đã có báo cáo xin với tỉnh để xin hỗ trợ người và phương tiện phục vụ công tác cứu hộ đoàn khách trên. Khu vực núi Tà Giang cách thị trấn Tô Hạp, trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn khoảng 50 km. Khi thời tiết đẹp, Tà Giang có những khu vực như thảo nguyên với vẻ đẹp hoang sơ, rất lý tưởng để cắm trại, ngắm cảnh nên thời gian qua nhiều du khách đã tìm đến đây để leo núi khám phá. Góc khuất phía sau vụ thang máy chung cư rơi từ tầng 5 ở Hà Nội. Liên quan đến vụ thang máy tại trung cư B10A Nam Trung Yên bị rơi tự do khiến nhiều người bị thương, Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân quận về sự cố này. Hiện công an quận Cầu Giấy đang tích cực xác minh làm rõ nguyên nhân khiến thang máy gặp sự cố từ tầng 5 xuống tầng 1. Đáng chú ý ngoài nội dung báo cáo về diễn biến vụ việc, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân gặp nạn, Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa còn yêu cầu ban quản trị tòa nhà khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề nghị hỗ trợ kinh phí quản lý vận hành và kinh phí sửa chữa 6 hạng mục nhà trung cư theo ngân sách hỗ trợ. Theo quyết định số 18/2018/QĐ-UBND. Lý giải về đề nghị nêu trên, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa cho biết, tòa B10A Nam Trung Yên là nhà chung cư phục vụ tái định cư, được cơ quan nhà nước hỗ trợ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, sáu hạng mục trong đó có hệ thống thang máy và hỗ trợ một phần công tác quản lý vận hành tòa nhà. Tuy nhiên, kể từ khi quyết định số 18 nêu trên có hiệu lực, thì tòa B10A vẫn chưa được cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, bảo trì các hạng mục, trong đó có hệ thống thang máy. Khi các hạng mục bị hư hỏng đều do các cư dân sinh sống ở tòa nhà này đóng góp tiền để sửa chữa. Bà Lê Thị Xuân, bí thư tri bộ tổ dân phố 45, khu dân cư tòa B10A cho hay, từ nhiều năm nay, khi tòa nhà còn thuộc quản lý của xí nghiệp quản lý và dịch vụ đô thị, tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, thì hệ thống thang máy thường xuyên gặp sự cố, các cư dân toàn phải đi cầu thang bộ. Sau khi ban quản trị được thành lập, nơi đây tổ chức họp dân và trích tiền từ quỹ 2% bảo trì chung cư sửa chữa 4 chiếc thang máy để sử dụng. Một lãnh đạo ban quản trị tòa B10A cho hay, khi nhận bàn giao hiện trạng nhà chung cư này từ xí nghiệp quản lý và dịch vụ đô thị hồi tháng 12 năm 2019 thì 3 trên 4 chiếc thang máy không thể sử dụng được. Nhắc đến sự cố rơi thang máy vào chiều ngày 29 tháng 11, vị lãnh đạo này cho biết, công an quận Cầu Giấy đã tiến hành làm việc với ban quản trị, tiếp nhận hồ sơ bảo trì, giấy tờ vận hành thang máy để làm rõ nguyên nhân. Như phóng viên đã đưa tin, trước đó ngày 29 tháng 11, khi 11 người đang đứng trong thang máy tòa B10A thì bị rơi tự do từ tầng 5 xuống đất. Sự việc khiến bà Nguyễn Thị T, 87 tuổi, trú tại Hà Nội bị gãy chân, chị Nguyễn Thanh T, 31 tuổi, trú ở quận Ba Đình và một cháu bé 4 tuổi bị xây sát vùng đầu. Ngay sau đó các nạn nhân đã được sơ cứu tại chỗ và đưa vào bệnh viện. Hiện cháu bé 4 tuổi sau khi chụp chiếu làm xét nghiệm đã được đưa về nhà. Riêng bà T và chị T đang nằm điều trị tại bệnh viện 198. Ngay sau đó chính quyền sở tại đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên hai nạn nhân đang nằm viện điều trị và hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức nhanh nhất, chính xác nhất đến từ An ninh 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.